Xin chào tất cả các bạn, đây là kênh Lim Game. Cảm ơn các bạn đã vào xem video của mình. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh, hãy dành một vài phút để xem những video mình làm về những game vui của các pháp sư Trung Hoa nhé. Nếu thấy video này hay thì hãy like, thấy vui thì subscribe, mà không vui thì xem tiếp các video vui khác của mình nhé. Ok, và hôm nay hãy cùng mình chơi thử một trò chơi trong game Đừng Làm Phiền Tôi. Không biết các bạn thế nào, chứ được nghỉ có mấy hôm mà cô giáo cứ sắp bài tập về nhà thôi. Đúng là tiền học lễ hậu học văn mà, nhiều bài tập quá trời ơi. Xong rồi vừa nghỉ lễ xong là thi học kỳ nữa. Ai đó cứu tôi với. Học hành vất vả mở điện thoại ra chơi con game thì trời ơi, phải nhân vật trong game cũng đáng phải làm luôn ạ. Thôi thì chung cảnh ngộ để tôi giúp ông vượt qua kiếp nạn này nhá. Nào anh em, để tôi giúp bạn làm bài tập nhá. Đầu tiên, nào tự làm một bài tập mình đi. Ủa, đúng rồi, làm bài tập đi. Không được lười. Mẹ đừng đứng trông con thế, mẹ làm vội con một cái nào. Mẹ không làm bài tập à? Mẹ lười thế. Bà, giúp cháu một cái bà ơi. Chủ gì hiểu sĩ thiên quan như sĩ chủ gì. Đến. Bà không làm, mẹ không làm. Trời ơi. Không, ông ở trên này giúp cháu làm bài tập không? Sao trên top top và phở bò rơ bài tập là bà và mẹ làm mà đến mình thì bà mà mẹ không làm nữa ạ. Kỳ thật đấy. Ủa không có cái tao như sẽ chơi nhỉ? À, và Isabel làm bài tập cho em, đúng rồi. À, nào, chuột. Trả lời bài tập đi, đừng có lời nữa. Ôi ơi, ông đây rồi. Chị ơi, ông làm bài tập với cháu. Cháu. Bà shipper làm rồi, bà làm rồi, còn ai nữa nhỉ? Bà ơi, bà nấu cơm lâu đấy. Bà quay lại làm bài tập cho cháu đi nào. Anh ơi, để bài tập xong Paris luôn. Cái cây làm bài tập chứ. Wow, hai cây cũng làm bài tập. Thế cái ghế làm bài tập đi. Ây da, nhét xuống dưới gầm bàn luôn. Nhét xuống cả khe cửa. Sao được gầm bàn chứ. Sải cho những sư trẻ cho mình. Đúng rồi, bài tập cho ta làm giấy luôn. Giấy ăn. À, thua rồi. Ây da, bài tập của mình đã không làm được rồi. Lại bỏ đi vào đây làm bài tập nữa. Đúng là sai lầm mà. Lại nha. Lần thứ hai ấy, sẽ dễ hơn này. Chuột, làm bài tập đi. Cháu ơi. Ông. Ông xuống đây nào, cháu bài tập với. Build. Robot trên bàn thờ cũng làm bài tập. Cây làm bài tập. Dấu xuống khe này. Cho ra bàn giấy ăn này. I tipper. Đây là bài tập cho em nào. Phụ. Tự làm bài tập nữa. Tự làm bài tập đi. Lời biếng quá. Đưa vào Paris chứ. Chủ yếu quá chứ. Được. Bài tập. Đi sang Paris đi. Chỉ có mẹ với bà thôi. Bây giờ mình phải làm thế nào để mẹ với bà giúp mình làm bài tập đây. Khó phết nữa các bạn. Hay cho mẹ lên ghế ngồi nhỉ. Hay cho bài tập ra ghế. Không được. Mẹ, bà ơi giúp cháu. Bà ơi giúp cháu làm bài tập nào. Bà này. Làm thế nào để bà giúp mình làm bài tập nhỉ.
滴滴代谢，胃服务。我在做饭呢，哪有时间帮你写作业？买的牛丸多，买的柠檬一杯。我可不会帮你写作业，我还得一边做饭，让你写作业。买这碗蒸面，我可不会帮你写作业。买广播蒸的碗跟蒸一杯。我可不会帮你写作业，我可不会帮你写作业，我可不会帮你写作业。我可不会。妹，我都忘了买的牌，怎么欧着吧？比如，本来在那里搞我牌的对，没有那个我真的把肉交包你。我可，你，谁也没空中过来。我们摆着拍，不想再，我不想再那个，你，我明天老早我都摆着你了，记得的。một đêm, một cây bút, một phép màu. Cái hát một con chuột của con thật khổ.Con không thể chỉ học không hành được, cũng phải làm bài khổ. Ông nội hiện về rồi. Tôi đi rồi, con phải quay lại làm bài tập cho anh chán chưa? Dịch vụ giao hàng sao? Dù sao cũng là giờ con bận nhiều việc lắm. Tự làm con có việc nấu ăn. Con có thời gian giúp con làm bài tập. Tôi đang nấu ăn, làm sao có thời gian giúp con làm bài tập? Tôi đang nấu ăn, làm sao có thời gian giúp con làm bài tập? Mẹ sẽ không giúp con làm bài tập.Lúc ấy là thế nào mà bà viết cho mình vậy? Kỳ thật đấy. Ném đến Paris, ai đó sẽ nhặt nó đến lúc đó viết lại. Tôi đang nấu ăn, làm sao có thời gian giúp con làm bài tập? Tôi đang nấu ăn, làm sao có thời gian giúp con viết? Lúc đấy là thế nào mà dùng được chân nhỉ? Lúc đấy là thế nào mà dùng được chân là mọi người? Trời ơi! Bộ phận à, đã hiểu sự biết không có tối nổi chúng? Công nghiệp. Tôi đang nấu ăn, làm sao có thời gian giúp con làm bài tập? Làm sao có thời gian giúp con làm bài tập? Tôi đang nấu ăn, làm sao có thời gian giúp con làm bài tập? Tôi sẽ không giúp anh làm bài tập. Tôi đang nấu ăn, làm sao có thời gian giúp con làm bài tập? Làm sao có thời gian giúp con làm bài tập? Sau giờ bà không làm nữa mà. Bố mẹ đâu bây giờ? Thì bà này. Đi đi mơ ta bơi sầm phục vụ con.Tôi đang nấu ăn, đôi khi giúp con làm bài tập.
Đi đi mơ ta bơi sầm phục vụ con. Tôi đi rồi, con phải quay lại làm bài tập cho anh, phải nấu ăn và làm bài tập cho con. Lần sau tôi sẽ là cháu trai của con, được không? Một đêm, một cây bút, một phép màu. Ném đến Paris, ai đó sẽ nhặt nó đến lúc đó viết gai hắc một con chuột của con thật khổ. Buộc. Trời tức quá, nó lần cuối nha. Nào, bây giờ bắt đầu làm hết tất cả từ đầu đến cuối nha mọi người. Anh shipper, anh ra đây, ra đây. Anh nộp tiền. Làm bài tập đi. Bé mà lười học, bài tập có mỗi mấy quyển thôi mà cũng không chịu làm. Mở tivi ra, gửi bài tập sang Paris. Ai đó sẽ làm cho tôi. Đưa vào Paris đi, có người sẽ giúp tôi lấy lại. Đến lúc đó sẽ viết. Nếu như tôi vứt cái này sang Paris thì sẽ có ai đó làm cho tôi thôi và tôi sẽ lấy lại sau nha. Chuột đâu? Ra làm bài cho chị. Đang nhị gia lão sử chân minh khổ. Ông, ông đây làm bài cho cháu. Mọi nhân đâu mấy là hãy để hồi lại cái nhị gia dỗ yên. Không nói sử trông khăn phụ trông dụng nha. Mi bị của gia được phụ trai, thay nó hồ qua lại. Bà bỏ giấy ra. Tôi hãy để yên dỗ phân, yên dỗ yên. Chị cũng có đoạn là bà sẽ giấu một ít sử dụng. Cháu sẽ giấu một ít sử dụng sàn. Và cháu sẽ bỏ ra làm giấy. Ăn giấy chính là cách nhanh nhất để học thuộc bài. Ăn càng nhiều giấy thì học càng thuộc càng nhanh nha. À, đây rồi. Mẹ, mẹ cầm bao mì đi. Làm bài tập cho con. Xong rồi đó.